Khi nắng phương Nam rạng lên trên những luống hoa tươi ngày giáp Tết, đồng thời cũng xua tan bóng mây u ám, phủ kín nỗi đau Covid suốt năm dài 2021, thì những công ty du lịch cũng bắt đầu gieo trồng lại cho đời những giấc mơ sáng lạng. Với những tour du lịch kích cầu giá sốc đến không ngờ, một trong những tour như vậy hướng về Đà Lạt trong lành, với hy vọng mùa mai anh đào vừa chớm khai hoa. Trước luồng tin, đâu đó đã lác đác nụ hồng tươi tô điểm trời xanh. Chúng tôi chọn thời điểm vừa qua rằm tháng chạp, đủ vắng, đủ thư thả để cùng Vietravel vui xuân sớm, để xem một tour 4 ngày 3 đêm giá 2.990.000 sẽ cho ta mở lại tầm nhìn, hít thở lại một thoáng khí trời cao nguyên mùa lạnh ra sao. Khởi hành lúc 6 giờ sáng, trời Sài Gòn hãy còn dương dứt sương đêm. Không mấy chốc, đoàn chúng tôi đã dừng ăn sáng tại Đông Quán. Bấy giờ là 6 giờ rưỡi. Không gian quán khá thoáng mát, tiện nghi sạch sẽ. Tuy nhiên, chất lượng bữa sáng chỉ đạt mức trung bình. Dù vậy, chúng tôi vẫn chấm điểm ban đầu là khá, vì rất cần sự chu đáo, vệ sinh thực phẩm trên tuyến đường du lịch, nhất là sau một hồi dịch giả. Qua cầu La Ngà, dưới sự kết nối của em tài hướng dẫn viên, trên xe có tổ chức một cuộc giao lưu nhỏ giữa các thành viên, hầu hết là người có tuổi, nhiều trải nghiệm du lịch. Chuyến đi này, mục tiêu chính là xả stress sau trận dịch. Ai nấy chồm chân quá lâu, và cũng là ăn mừng sau cơn mưa trời lại sáng. Xe của mình và em là tài hướng dẫn viên của quý đoàn của chúng ta, giao lưu với đoàn chúng ta mình 4 ngày. Sáng thích lắm, phải đi du lịch quá. Phải đi du lịch, dạ. Nhưng mà thật cái Hà Bắc không cho. Thành thành viên ba người gồm có Tấn Lộc, chị Bích Hồng và Bích Vân. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kim Lan, bạn tôi tên là Ngọc Châu. Hai đứa tôi năm nay là 17 tuổi. Thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi du lịch, thích trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng mà không có thích làm việc. Bằng sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi vơi lòng tha thiết. Chạm có đông ơi, chạm có đông. Ông xã em tên Lương, rồi em tên Sang. Hôm nay em rất vui khi đi Đà Lạt chung với đoàn mình. Em mong rằng những ngày ở Đà Lạt chị em mình vui hết mình, tự vì qua đợt dịch mà mình còn đi với nhau là rất là hạnh phúc. Và vui hết những ngày vui đẹp này. Em là Đạm Tuyền và chị bạn của em là chị Thu Ba. Và nhân dịp Tết đến xuân về, cho em gửi một lời chúc đến tất cả các anh chị. Và cái điều chúc mà em mong muốn gửi đến các anh chị với cô chú đó là một cái sức khỏe. Chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Những cái người viên chức về hương cũng như hầu hết các thành viên của mình ở trên xe, nãy giờ bao nhiêu lời hay ý đẹp mọi người nói trên rồi, không còn nói được cái gì nữa, thôi em hát một câu. Yeah, bắt tim nữa. Trên xe mình coi vậy chứ toàn ca sĩ không nha. Một câu đi là cái mơ ước hy vọng của cả nhà mình khi trong chuyến đi này để dành cho Đà Lạt, đó là bài hát mấy câu đầu thôi nghe, tại chủ nhạc đó. Ai lên xứ hoa đào đừng quên. Dạo được mang đi bắt. Em bắt lại nha. Ai lên xứ hoa đào đừng quên chụp hình với cành hoa. Dạ vậy thôi à.
Trung Quốc với bà xã tôi là Kim Thu. Thì hôm nay thì được rất là hân hạnh được đi chung với đoàn và cũng xin được và chúc cả đoàn mình một cái chuyến đi là vui vẻ. Chúng tôi ăn bữa trưa ở nhà hàng cơm điêu Thuận Thành, ấn tượng tốt với món heo tọc quay, cá kho tộ ăn với cơm niêu, chấm rau củ xanh non, bắt đầu dùng đồi núi plao, hương rừng, sắc lá và những dải mây xa. Độ cao trung bình ở đây, thành phố Bảo Lộc vẫn còn chưa tới 1.000 mét. Chương trình tour của Viettravel cho dừng điểm tham quan mới. Thác Bấp La nằm cách Bảo Lộc 35 cây số. Thật ra Bấp La chúng tôi từng đặt chân đến khoảng 20 năm trước, lúc đó chưa khai thác du lịch, rất chán. Chúng tôi cũng thầm chờ mong ngành chức năng Lâm Đồng làm gì để cho Bấp La thu hút khách đến với Di Linh, một huyện không mấy tiềm năng về du lịch. Em Duyên, hướng dẫn viên điểm, là một cô gái duyên dáng, thân thiện, sẽ cùng đoàn chúng tôi đi xe điện vào cung đường đèo dốc ngoạn mục, vô sâu trong thác Bấp La. Vé xe điện 50.000 một lượt, chi phí này là ngoài tour. Chúng tôi khuyến khích nên dùng xe ra vào cho đỡ tốn thời gian và sức lực. Đường vào đẹp lắm, nhưng dốc lên, dốc xuống tiếp giao với cái nắng cao nguyên sẽ rất mất khí lực nếu như chọn đi bộ. Đây là những lần đầu tiên ạ. Chiến sự thắng này là gì đó hả? Mình dùng cái máy bay này là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ạ. Xe điện dừng một điểm ở trên đường để cho chúng tôi xuống tham quan nhà trưng bày những cổ vật từng sử dụng trong thời cận đại ở đất này. Cây ạ, một bên là cây xoài rừng, còn một bên là cây sộp ạ. Nên bên em gọi cây này là cây không thể thiếu nhau ạ. Giống như triết lý kinh doanh của tập đoàn Đôi Dép ạ. Đôi Dép không thể thiếu nhau ạ. Lý trần thì rồng trên đồ ngự dụng nó thường sẽ có 3 hoặc 4 móng ạ. 3 móng thì tượng trưng cho thiên thời địa lợi nhân hòa, còn 4 móng thì tượng trưng cho tứ phương, đông tây nam bắc hoặc là xuân hạ thu đông ạ. Còn ở thời Lê Nguyễn thì rồng trên đồ ngự dụng thường sẽ có 5 móng, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ạ. Dạ, còn phía bên này là cúng sứ chu đậu. Cúng chu đậu thì đã được xuất hiện từ cuối thời Trần, nhưng mà đến thời Hậu Lê thì nó mới được phát triển mạnh mẽ. Hoa văn chủ đạo của cúng sứ chu đậu thường sẽ là hoa cúc dây hoặc là hoa sen. Về côn trùng thì nó thường sẽ cá, nó sẽ trang trí là cá hoặc cá người. Cá chép. Còn cái này là pháp lam. Pháp lam thì được làm từ đồng hoặc là hợp kim đồng, trên bề mặt được tráng men và trang trí nhiều màu. Đây là một hiện vật đặc trưng của triều đình nhà Nguyễn, không có ở các triều đại khác của Việt Nam ạ. Bên em có hai cái pháp lam. Cái này bằng đồng hả? Dạ. Nồi bằng đồng ạ. Nồi bằng đồng này là của người đồng bào Hoa Phong. Nó giữ nhiệt rất là tốt ạ. Cái có nắp là họ dùng để nấu cơm, còn cái nồi không có nắp là họ dùng để nấu nước trà.
đây là chén cổ, đây là chén xà cừ nè. Ồ, thành ra nó khác, còn cái bộ lư bên kia là mình đều cái thấy. Có kỳ lân, rồi rồng, rồi con hạc, rồi con rùa. Đức Lưu Quang. Dạ, giống như là một lời nhắc nhở mình, là nhắc nhở con cháu của là mình phải sống có đức để lại đức cho con cháu đời sau. Cũng như một lời nhắc nhở là mình phải biết giữ công ơn, công đức của cha ông ta đã để lại ạ. Rồi, hay quá. Mừng đón Chúa Xuân về khắp nơi, ngàn tiếng ca vang bốn phương trời, ngàn hoa hé môi tươi cười, đàn chim líu lo yêu đời, cùng mừng xuân mới. Làn gió mơn man vườn cánh hoa, đàn bướm bay trong nắng chan hòa, bầy em bé đang nô đùa bên thôn nữ đang mơ màng. Bóp la theo tiếng cờ ho nghĩa là đầu ngà voi, bố là đầu, la là ngà voi. Thác nằm trên suối Đà Rim, đồng bào bản địa coi thác tượng trưng cho sự bất khuất. Nơi đây là quê hương của chàng Lang Dâm, người có công đánh đuổi quân Chăm. Đầu thác có tượng của người anh hùng Lang Dâm, sơn màu xanh lá. Trong phút giao mùa, tình xuân ngát trên môi cười, đàn xuân nắn cũng yêu đời, xuân ngát niềm vui. Chúng tôi trước tiến về đài ngắm thác ở khoảng lưng chừng. Tuy thác nhỏ, chỉ rộng khoảng 20 mét và đổ xuống chiều sâu chỉ 55 mét, nhưng vào mùa xuân, nước cũng còn khá mạnh. Thác Bóp La nằm gọn trong khu rừng nguyên sinh, còn lưu giữ nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, suối chảy len giữa đá núi và thảo mộc, lá và đá chen hoa. Vào tới đây mới cảm nhận được sự hoang sơ còn đó, sự khai thác của công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt Toseco tỏ ra vừa phải, hữu hiệu, vẫn giữ được màu sắc của núi rừng. Ở phần chân thác, sức giải trường diễn của dòng nước đổ đã tạo thành một hồ nhỏ. Đà Lạt Toseco kiến tạo một cây cầu vượt suối cũng là điểm ngắm thác một cách toàn vẹn. Bước lên cầu, nghe đủ âm vọng núi rừng, tiếng thác, tiếng gió hòa nhau. Trên đầu đôi khi có nắng, nắng xuyên qua từng đợt mây, hòa cùng bụi nước tung bay, đã có cảm giác say sưa quên lối về. Bên đó là trời xanh, còn bên đây trời mù. Khu bảo tồn chim thú nằm trên đồi cao xa dòng suối. Chúng tôi chỉ thoáng lướt qua vì quỹ thời gian không đủ, nhưng còn đang trên đường đi đấy. Được tính theo cách vạch trên mai rùa, một vạch sẽ tương ứng với 10 năm tuổi ạ. Nếu mà trong môi trường được chăm sóc tốt ạ. Ủa con này bao nhiêu nãy nói bao nhiêu? 95 tuổi rồi.
cũng chậm nha. Vậy đưa mốt gặp lại nữa. Dạ. Gặp lại nữa ha, nói à nha. Dạ năm nay nếu mà rảnh năm nào cũng đi. Dạ. Dạ. Hy vọng là hết dạy là đi thoải mái. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn cô đi, bye bye cô. Cảm ơn cô, bye bye cô. Chúng con học giỏi nghe lời bố mẹ nha. Dạ. Trong chiều còn một điểm tham quan thú vị nữa là Quê Garden, nằm ở góc đèo Mimosa. Và như vậy, chúng tôi sẽ vào Đà Lạt không bằng con đèo Brent quen thuộc. Đường vào Quê Garden sao mà xấu kinh, ô tô bò dần lắc lư nhồi xóc. Thế nhưng Quê Garden lại là một trong những điểm hot của Đà Lạt, một không gian mang đậm phong cách Nhật, một không gian rộng lớn tới 20.000 mét vuông, bao bọc bởi núi đồi, mây mờ, sương lạnh, vô vàn tiểu cảnh với những gốc bonsai lá kim được chăm sóc tinh tế, tạo dáng đặc biệt tựa như những gốc rừng thu nhỏ, hoành tráng, trầm mặc và quang sơ. Khá tiếc rằng vì để kết hợp với tuyến đường ngày đi, chúng tôi đã đến với Quê Garden vào những giờ cuối của buổi chiều, lúc mặt trời đã khuất sau núi đồi trùng điệp. Một buổi chiều vô cùng gợi cảm nhưng hoàn toàn không thích hợp cho việc săn ảnh hay mơ màng bên tách cà phê. Trong bối cảnh vội vàng đó, chẳng cách gì diễn tả được sự hấp dẫn của Quê, có phải chăng lại là một dấu chấm lửng khẽ khàng. Chờ nhé một lần quay lại, một lần đến Đà Lạt tự do, thư giãn hơn. Quê Garden chỉ cách trung tâm thành phố 10 cây số. Đường qua sim tím cả chiều hoang biển biệt, chúng tôi vội vã ra về. Đúng là những người khách cuối, nhân viên bảo vệ khép cổng ngay sau lưng chúng tôi. Đã khóa
khá buồn khi vào thành phố Đà Lạt, nhưng vẫn còn một tiết mục hấp dẫn nữa, đó là đi ăn buffet rau ở Le Guida, hưởng thụ độ cao trên đồi Rubin, giạt tà dương cuối và gió đặc sản mùa lạnh cuối năm. Đã vài năm chưa trở lại chốn này, bây giờ trời chưa vào đêm, chưa đến đổi suýt xoa vì giá buốt, màu chiều bản lãng rất chi là Đà Lạt, luôn luôn là những cơn gió núi từ phương mặt trời vừa tắt lửa. Tôi đứng tựa bờ sương Đà Lạt, mong manh khăn bay thao thức. Tôi tìm em chỉ gặp bóng dáng cao nguyên. Tôi tìm em gió hồn nhiên, gió thơm hương đêm gọi em. Cuốn tôi qua rừng thơm thanh thang nghe gió. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Tài cùng với quý đoàn của chúng ta, mình đang có mặt tại khu vực buffet rau nằm trên tọa lạc tại đồi Rubin của thành phố Đà Lạt Hồ Mơ. Như là các bạn thấy thì ở trên khu vực này thì đây là chính là cái nơi mà người ta để rau và nước chấm. Ở đây nó có đặc trưng một cái nữa là mỗi loại rau ở đây sẽ ăn với cái loại nước chấm riêng, và có tổng cộng hơn 12 loại nước chấm khác nhau dùng được và cho bên cả chai. Đây là những loại nước chấm như là các bạn thấy: dầu giấm và nước mắm gỏi, sốt gỏi chai, cho quý vị nha. Và bên đây nữa, những cái loại nước chấm riêng đặc trưng đặc dụng của cái vùng này. Và bên đây đây chính là những cái rau luộc ha, dạ, những cái rau củ quả luộc. Rau củ quả luộc tại khu vực này nhé. Bác cho ăn miếng khoai mì với bắp đi. Chúng ta hãy qua bên khu vực này để mình nhau trải nghiệm và thưởng thức lẩu buffet rau tại thành phố Đà Lạt. Đây, dạ, xin mời quý vị. Đây, mình có thể mình chiêm ngưỡng nó một lần. Đây là cái phần lẩu này, nó đặc trưng một cái á là có thể bên đây là cay, bữa đây không cay và thích hợp cho nhiều người và mình sử dụng. Mình chế nó hấp dẫn quá vậy, tùy khẩu vị mình đó. Cái thực phẩm này em chia làm hai nha, hai con gồm có đấy là gì đó em đưa ăn gì được không, vừa miệng không? Nắng mới hồng tươi những cánh hoa đào, đó là may mắn mà chúng tôi nhặt được bên đường khi tiến về vườn hoa cẩm Tú Cầu Xuân Thọ. Nghe nói đào xuân đa quý đã rợp hồng tỉnh lộ 20 trước đây chừng nửa tháng, và bây giờ lối về trại mát chỉ còn lơ thơ đôi ba cành như thế. Có một khoảng cách biệt giữa mai đào ngoại ô với mai đào thành nội. Chúng đợi sớm bởi núi rừng còn sương hay còn đủ dinh dưỡng từ đất đỏ Ba Gian, hoặc là mai đào nội thành còn đáng lại chờ đón khách du xuân vào đầu năm âm lịch chăng. Ai mà biết sao chúng lại nở cách nhau gần cả tháng. Vườn cẩm Tú Cầu Xuân Thọ, hoa đã tàn trước xuân, không có gì đáng cho ta lưu luyến. Một ít tiểu cảnh được dựng lên để chụp hình, trong đó có phiên bản mô phỏng cầu vàng Banana Hills. Đúng ra là nên có một chút sáng tạo theo phong cách riêng của mình thì hay hơn. Mọi thứ đều có vẻ bí bách, ngổn ngang, cấp tập. Ấn tượng tốt nhất tại nơi này, nếu có, chỉ là những cơn gió cao nguyên thổi mạnh, lồng lộng và lành lạnh khi đứng trên chiếc cầu hoa rạng đông vàng rực mênh mang, trời cao xanh thẳm làm nền. Này người ơi, có thôi
Hôm nay đồi Kim Ngân thật vắng, chỉ có gió mát và rừng thông chiếm lĩnh không gian. Không có người bán vé, chúng tôi vui mừng với thời gian thoải mái ở đây. 18 người tỏa ra khắp Kim Ngân đồi dốc chập trùng ánh nắng. Chỉ có âm thanh chim hót, lá rơi và ánh sáng vàng kim lấp lánh quanh những ngọn lá thông xao xác trên đầu. Tiếng gió rạc rào, trong tiếng sóng lao xao. Mặc tình ai muốn làm chi thì làm, có tự do nhưng cũng có nhược điểm, rằng thì không có thuyết minh điểm. Từ đó pho tượng chàng trai khép hờ đôi mắt này là ai, chúng tôi làm sao biết, hỏi anh Google cũng không có tin. Đi vào trong thơ, lặng lẽ đi vào bài ca, anh đã hát tặng em đêm nào. Trong tiếng gió rạc rào, trong tiếng sóng lao xao, trong hương hoa ngọt ngào, mãi là cắm tú cầu trên đồi Kim Ngân tươi đẹp hơn khu vườn Xuân Thọ. Có lẽ không khí bên đa thiện này thoáng hơn, cỏ cây được chăm sóc kỹ hơn, ngay cả những dạt hoa dại cũng có sức sống tưng bừng trong nắng. Chúng tôi không thể vào khắp Kim Ngân Hills vì độ rộng và độ dốc khá lớn, nhưng cảm giác thích nơi này là rõ rệt. Một thoáng sau cùng, chúng tôi ngồi nghỉ dưới bóng mát cây thông. Gần đó có một xe đạp, người ta dựng làm cảnh. Chúng tôi thừa cơ sống ảo, cưa sừng làm nghé chút chơi. Thì ra Đà Lạt, cái xứ khơi dậy bao tình thú lãng mạn là như thế. Có gió, có nắng, có hơi thở của thiên nhiên, có âm thanh của hoa cỏ, chim muông, dễ chuốt sai những xúc cảm một thời lắng đọng. Nói chung là xúc cảnh, sinh tình, dễ cho ra nhiều bức ảnh vừa lòng đẹp mắt. Đi vào trong thơ, lặng lẽ đi vào bài ca, anh đã hát tặng em đêm nào. Trong tiếng gió rạc rào, trong tiếng sóng lao xao, trong hương hoa ngọt ngào, mãi là kỷ niệm không quên. Ngày thứ hai trong tour, thay vì đi cùng tham quan phân viện sinh học và Chocolate Gallery, chúng tôi rời đoàn, thuê xe máy đi dạo sau giấc ngủ muộn ban chiều. Bắt đầu lúc 5 giờ, hoàng hôn bảng lãng trên hồ, chúng tôi thấy dòng mai anh đào chưa dội nở, còn đợi Tết Nguyên Đán cho đẹp lòng du khách. Có thể tưởng tượng dòng người ngựa xe như nước, áo quần như nêm, đổ lên ăn Tết Đà Lạt cũng đủ rùng mình. Thôi thì hãy dừa dạ với những nụ mai đào nở nửa vời trước gió đông đầy dày. Tới số 1 Giạc Sang, cánh cổng nhà khách công đoàn quen thuộc, nơi chốn lý tưởng nhất để ngắm cảnh hồ. Chúng tôi và các bạn hẹn nhau một tối để hàn huyên. Mùa dịch 2021 đã làm gián đoạn mọi công việc, mọi dự định tình cảm. Mai thai, dù đi tour của Viettravel, vẫn có những giờ phút tự do để sống cùng thành phố Đà Lạt, hưởng thụ niềm vui, thân tình ấm áp. Đã từng có những buổi chiều vàng như vậy đó.
những hình ảnh lấy được khi đang lang thang trên đường bà huyện Thanh Quan hay từ đồi thông thuộc khuôn viên khách sạn Công Đoàn, diễm lệ đến không quên. Đà Lạt rất lạnh vào những đêm tháng chạp. Đi ăn đồ nướng là một lựa chọn hay. Quán ở ngay đường Hoàng Diệu, gần khách sạn mà chúng tôi lưu trú. Thực phẩm ướp ngon, phục vụ lanh lẹ, giá cả phải chăng. Giờ phút này, âm nhạc sập sình hòa với bếp than đóng, dường như tiếp thêm nhiều câu chuyện kết nối thời gian xa cách. Mấy phụ huynh thường có lại ảnh nhiều quá, cứ từ từ mua khoa nó sẽ nhìn gần Tết luôn. Vú heo. Vú heo hả? Dạ. Nhiều món lạ kỳ lắm, em từ từ đi rồi sẽ biết thêm. Cái bàn tay thôi, bàn tay mỹ miều á, bàn tay cho nó đẹp, tay đẹp. Đã no nhưng vẫn còn hứng đi dạo, nên nhóm chúng tôi tiếp tục đi ăn vặt. Chỉ có lúc này thôi mới thẩm thấu vào hồn phố đêm Đà Lạt. Sữa bắp, sữa đậu phộng, đậu nành dân dân đều ngon, cả bánh nhỏ mềm thơm nữa. Thương hiệu Việt Anh, theo chúng tôi thì chất lượng cao hơn bánh sữa cùng loại ở một địa chỉ nổi danh ở Tân Bạc Hổ. Chiều đi loang loáng, đêm rất lạnh hồn ơi. Đà Lạt nơi có phải của riêng em. Đà Lạt trong lành, thân thiện biết bao nhiêu. Chúng tôi trải qua một đêm phố thanh bình và ấm cúng như vậy đó. Của gió, bùi mùi hương hoa bay. Bóng chiều đi loang loáng, đêm rất lạnh hồn ai.